Shop Vietjet Neo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Vietjet Neo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và ở video ngày hôm nay, shop xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một đôi loa vừa về tại Shop Vietjet Audio, một đôi loa cây đến từ Anh Quốc, đôi loa B và V kép 603S3. Đây là một trong những đôi loa thuộc top model cao cấp của dòng sản phẩm B và V kép. Đôi loa này là dòng sản phẩm cuối cùng của dòng series 603. Nó được cải tiến rất nhiều so với các phiên bản cũ, từ hình thức bên ngoài cho đến chất lượng của loa bên trong đều được cải thiện và được ưu tiên thiết kế và sử dụng những cái vật liệu cao cấp nhất của hãng B và V kép. Thì sau đây em xin mời quý vị và các bạn xem chi tiết hơn về đôi loa B và V kép 603S3 hiện đang có mặt tại Vietjet Audio ngày hôm nay. Thì sản phẩm vừa về tại Vietjet Audio có vỏ này là vỏ gỗ màu đỏ hay còn gọi là màu cherry, với thiết kế loa 3 đường tiếng với một bát đường kính 20cm, có nón bằng nhôm cao cấp. Những cái model đuôi 603S3 hoặc 604S3 thì đều sử dụng là nón nhôm như thế này, cùng màu với lại cái nón của loa chung. Loa chung thì sử dụng hai chiếc nón nhìn như hai đầu đạn. Nó vừa cho chất lượng âm thanh cực kỳ tốt, vừa cho chúng ta một cái thẩm mỹ cực kỳ đẹp. Thì hai chiếc nón này rất là đẹp, gân loa thì còn mềm mại nguyên bản. Đó, tất cả tuyến loa đều còn rất là đều, rất là đẹp tại Vietjet Audio. Đó. Và phía dưới cùng chúng ta sẽ có cái biểu tượng của B và V kép ở đây. Đó. Đôi loa này thì tuyệt đẹp luôn. Để em tuyển lựa được một đôi rất là đẹp. Cái vân gỗ này cũng là trùng nhau này. Đó. Và lý do trùng nhau như thế nào thì em sẽ đi tiếp về phía bên sườn của đôi loa này. Đây, sườn đôi loa này được sử dụng vỏ vân gỗ tuyệt đẹp nhé. Cả hai bên cũng còn rất là đẹp. Đây, em sẽ đi tiếp về bên này cho anh cùng quan sát. Đó, đôi loa rất đẹp luôn. Tiếp theo, anh em cùng quan sát phía sau. Phía sau thì chúng ta sẽ có thêm một cái hốc thở của chung. Đây, và đi xuống tiếp phía dưới thì mời anh em quan sát này. Phía dưới anh em cùng quan sát đôi loa này là đôi loa B và V kép DM603S3, có công suất tối đa là 150W trên một kênh 8 ohm, và series của chiếc bên này là 0111904 và bên này là 0111903 và được sản xuất tại Anh Quốc. Đây là một đôi loa trùng đôi trùng cặp, vì vậy nên rất đẹp. Đó. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với một trong hai số điện thoại ở trên tâm biển. Và mức giá cụ thể của đôi loa này thì anh em xin thông báo là 19,5 triệu đồng cho đôi loa B và V kép 603S3 này. Một mức giá vô cùng hợp lý. Đôi loa này em đã đao giá cực kỳ tốt rồi và rất mong được sự đón nhận cũng như ủng hộ của quý vị và các bạn. Và em xin dừng và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những video em sẽ trực tiếp test đôi loa này, giới thiệu tới quý vị và các bạn kỹ hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.